Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel của mình nha, chào từ đường phố đến của mình nha. Chào anh em, nghe chào mình từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, bạn đầu video anh em xem like và một subscribe ủng hộ channel phát triển nha, ủng hộ rất nhiều. Ok, hiện tại thì chưa ngày mới rồi anh em, không có ngày mới rồi. Bây giờ hiện tại thì game vào vẫn ok anh em, và mọi thứ vẫn là ổn định. Nơi tôi ở thì hiện tại nó né được phục báo các bạn, nên là nó là ok, không gì hết, chỉ bị mưa rào và một ít gió nhẹ thôi, không ảnh hưởng lắm. Chúc các bạn thì sao rồi? Có đây mọi người. Ok, quay trở lại video chiều nay thì chúng ta cùng nhau đi cập nhật hình quả cáp rồi anh em. Ghé fanpage rồi anh em nào. Để xem tình hình quả cáp hiện tại có gì hot không anh em nhá. Vẫn chưa thấy thông báo, không có gì hết à. Chưa thông báo gì mới gì hết thì anh em, nhóm sao. Rồi win kiểu gì vậy? Có lấy mốc này không? 45 cày được. Tôi thấy nhiều anh em đang nói bạn về vụ này này, tí tôi điểm qua luôn anh em. Thì chúng ta quay qua đây luôn. Rồi thì về bên này coi nào. Vâng, không có bài viết gì mới anh em. Vậy thì qua bên web luôn anh em nhá. Ok, hôm nay bắt quá sẽ chọn lại server ta. Ok, hôm nay bắt chọn lại server ạ. Ảo thế nhờ. Rồi, thêm lượt anh em. Rồi, 2 lượt, 3 lượt. Làm phát luôn nào. Tiếp tục. Rồi. Ok, hiện tại thì chúng ta... Ủa, cán bóng rồi mà. Anh em đang kêu gọi mốc 1 triệu hả? Mốc 1 triệu thì trông được anh em, cố gắng các bạn ạ. Mấy trăm thùng bia được anh em. Hiện tại thì chúng ta cắn mốc, nó mốc 500 thôi. Đừng nói mốc 1 mét dưới anh em. Giờ trước mắt lên được mốc 1 triệu thôi là nghe không căng lắm rồi. Rồi thì chung tay góp sức anh em, mỗi người vào một tay một chân các bạn, để kiếm lên được mốc 1 triệu anh em nhá. Cố lên. Rồi, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với con hạc S233 tôi anh em. Hôm nay qua đây thì chúng ta sẽ lại chuyến boss Thất Vũ Hải đây. Và cũng sẽ đi nhận tài nguyên của nó anh em. Đây là một trong những nơi nhận được số lượng tài nguyên và nó cực kỳ khủng dành cho anh em nào xem mới, chắc là cần rất là nhiều. Đấy. Một khi hạ được một boss Thất Vũ Hải, các bạn sẽ nhận về số lượng Barley, FP và bụi ma thuật như búa gỗ anh em các thứ. Rất nhiều luôn. Đấy, anh em hay hỏi là cách kiếm Barley FP nhiều đâu thì đây anh em. Ok, giờ thì đánh hết, rồi tôi xem đánh hết rồi cho các bạn xem hạ được 7 thằng boss thứ phải này anh em sẽ nhận được bao nhiêu nha anh em nhá. Giờ thì đi nào các bạn. Right now. Để xem nào. Nami Rachu ra shop này. 3, đây chắc là vẫn đánh 3 các bạn. Odin à. Odin thì có anh em. Rồi tấn công nào. Chắc vẫn là anh ba anh em. Đó, anh ba cái tận 6m9 rồi các bạn. Anh ba vẫn là mạnh các bạn. Anh ba vẫn là mạnh. Một chào boss sau anh em nhá. Tiếp tục chào thứ hai này. Trời, anh ba tiếc các bạn. Anh ba 7m6. Đùa, có ra shop nữa mà anh em. Tiếp tục. Boss thứ ba. Các bạn boss thất bại thì mấy cháu này thì với anh em xem mới thì tạm biết thế nào, nhưng mà tôi thấy nếu anh em chơi tầm trung trung rồi đã có đội hình tướng E5 thì chắc chắn là cũng ăn không đối muộn, là khó ăn lắm các bạn. Nó chỉ là hơi tốn đồ thôi, nó hơi ngốn cái ống nhỏ bên này. Đấy, nhưng mà nói chung thì anh em cố gắng đánh. Bởi vì đánh mấy cháu này không chỉ là các bạn nhận được quà của từ mấy cháu ấy, anh em quên mất đây, sai sẽ đánh cho các bạn. Đây, anh em có nhận những phần quà đấy, 100 đây anh em này, mở đây vàng belly thôi anh em, rất là khủng luôn. Đấy, FP đồ anh em, chứ chưa cần phải ra ngoài nhận quà tổng quà đâu anh em, chỉ ngay quà các bạn đánh xong các bạn mở thôi là quá khủng rồi, khủng hơn bất kỳ ở chỗ nào anh em. Đây đấy, còn lại nữa mà anh em là 191k anh em. Ủy thác này tấn công đấy, 187k anh em, 88k các bạn.
Epi đấy. Tiếp tục tấn công nào. Chùa, vẫn là anh ba các bạn, vẫn là anh ba gánh team. Vẫn là một pha gánh team đến từ vị trí của anh ba. Hai vé xong luôn. Đây. 464 mét vàng anh Belly anh em. Rồi quánh quên chuẩn thôi nên nhận quá quá khủng rồi. Kuma 4m6. Ồ Kuma nghe hơi chừng hơi yếu ấy. 407. Ui. Đến đoạn này thì nhận FP rồi hơi khủng ấy nhờ, 477k luôn anh em, 4 lượt à. Anh em 1m9 này. Bánh nhiên sao mới nhận nhảy có đá không đâu nữa. Trời ơi đây cái gọi mỏ đây anh em đấy. Đây mỏ Belly FP mới đấy anh em đấy. Đây, mỏ khai thác FP đấy anh em đó đấy. Anh em hay hỏi là làm sao để kiếm được nhiều Belly FP thì chỉ có vực boss thân thoại thôi anh em, một tháng mở ra một lần đấy. Chưa cần nói là đến việc các bạn hạ được boss đâu anh em nhá, mới chỉ là đánh nhau không thôi các bạn thu về đấy. 700 trời ơi 2 mét rồi anh em, với 1m4 này nữa anh em. Rồi sau khi đánh xong đá bất thất vải này các bạn sẽ nhận được một quà tổng quà xem nào, 80m. Rồi ok tổng luôn đi cho nó khỏe, 270m belly anh em. Đây 270m belly, 100k bụi ma thuật, 50k bùa gỗ, 10k kim loại, 1m3 đá nâng đồ, mấy bà lục vàng đỏ này. Nhưng mà anh em mới cũng cần 150 trái ác quỷ, 1m5 đá FP. Đó, uầy, đây là một những cái mỏ mà nó là vô cùng dồi dào đấy anh em, để kiếm được Belly FP anh em nhá. Đó, trời ơi, quá ngon ra. Ngoài ra thì Belly FP thì các bạn thì kiếm thêm ở khu vực đây thì các bạn biết rồi. Đây, đó, mấy cái giường này giờ tôi dư quá trời luôn anh em. Nhưng mà anh em sao mới giờ đói lắm, rất là thiếu Belly luôn. Đi thiếu cực nhiều, nhưng mà các bạn cố gắng gầy lên một thời gian thôi, nó sẽ ổn định rồi. Nói các bạn sẽ dư giả về cái việc dùng Belly ngay mà. Rồi, là tiếp tục của sự kiện này anh em. Thứ 6 mùng 10 giờ thứ 6 này anh em. Tôi muốn nhận tin là 10 giờ thứ 6 này thì cái sự kiện này sẽ kết thúc anh em, sự kiện vực thẳng sẽ kết thúc này. Đó, anh em nào mà chưa hoàn thành được cái sự kiện này thì tranh thủ vào cày cuốc thêm anh em nhá. Đây, này tiếp tục còn lạc lại anh em, không biết quay lỗi không nhưng nói là tiếp tục hay là không các bạn. Rất là khó luôn cái sự kiện vực thẳng đợt này ra, rất nhiều anh em thì cứ nói thế này thế kia tôi chịu. Anh em hiểu là có thể các bạn nó dễ đơn giản nói nó ngon lành như thế, chứ đến đặc tôi nó đánh rất nhiều lần, rất là chính nhiều bạn mà do tem anh thế này, do tem anh thế kia, rồi pick đi pick lại test đi test lại, chứ anh em có rồi chứ không phải là không, dù tuyển tốc công rồi HP rồi các kiểu anh em vẫn là chịu. Ai tiếp tục nào, 26m, tấn công nào. Đây, cái tem này hiện tại tôi đang chết đứng này anh em, không làm gì được. Đó, hiện tại cũng đang đứng ngồi vì cái team này đây anh em, không làm gì được chứ không các bạn. Rách trong là Big Mom lên. Cho thêm Odin vào nữa các bạn xem nào. Odin vào nữa anh em. Tấn công nào. Liệu có giá trị dinh dưỡng gì không này? Đấy, hắn cứ không bị hóa đá đấy anh em, nói chuyện tiếp. Đấy. Đó, một thông báo luôn anh em nhá, 6 giờ này, còn hơn 1 ngày đấy, kết thúc sự kiện còn 1 ngày 20 giờ chưa đấy các bạn này. Đây. Anh em vào 10 giờ ngày thứ 6 đấy anh em là sự kiện này kết thúc. Đó anh em chưa tham gia tranh thủ vào tham gia cho nó pool. Giờ thì ghé con này xem nào. Đó, thằng nào lại bên này xong chưa nhỉ? Xong rồi anh em, chưa mở lại luôn. Tổng bộ. Ok, tổng bộ như tôi vừa mới làm qua này cho này rồi anh em. Album. Album thì hàng này đang dở đến tấm 7.6 anh em. 7.6. Đang dở đến tấm 7.6 anh em. Rồi. Ôi, thế nào. Còn vé anh tay không, hết vé anh tay rồi các bạn. Neo đậu thần, thôi đậu thần không bỏ anh em. Ở video hôm nay thì cũng cập nhật qua tình anh em như vậy nhá. Đó, hiện tại thì
Quà cỗ thì chúng ta không có nhiều anh em, nó chỉ có hôm nay chia sẻ qua cho anh em cái mỏ tài nguyên đây. Bạn nào mà chưa biết thì tranh thủ đi đánh thế thôi. Video kết thúc đây, hẹn gặp anh em tiếp theo nhá. Giờ thì bye bye mọi người. Hiện lại bật tính năng Ngọc Vega.